câu xem có con gì ở đây. Có ai có không? May. May. Được một em. Kia lấy cái ấy đấy. Ôi. Con này kiểu gì thế này? Wow. Wait. Mày woohoo. Lại được con nữa. Được đấy. Thì mỗi thằng một con là mùi nhậu. Mày đây con móc mùi thì cái cá đấy. Thế là đủ mỗi thằng một con rồi đấy. Đây móc mùi thì cũng là cái cá đâu. Ui, con cua kìa. Mày thấy chưa? Ô, câu cua ra cá. Câu cua ra cá. Nhưng mà tay móc mồi chỉ có gì cả. Một xíu xíu này, như này móc một xíu xíu luôn, bó tay. Câu cua ra cá. Đưa mạnh ra, phải cái câu sao? Đưa lại. Cua sợ chạy. Ui chịu luôn. Cá được lá. Ui. Được đâu, thằng dây chiêu này không câu được. Xem nào. Đấy. Câu một lúc được 5 con rồi. Thừa bữa nhậu tối nay thôi.
rồi. Cái câu kiểu thế là phải câu kiểu gì ấy nhỉ? À. Câu nó đẳng cấp rồi khác đi. Giật vào đây chịu luôn tình trạng luôn, câu thứ ấy là có được đâu đấy, thấy không, câu là cấp khác chán nhũ. Ồ chuyện không à, cái câu ấy đang tròn đặt con nào chết vào đây. Đâu cá vàng á? Mất thì còn nói chuyện gì thằng này. Ui con cua kia đang tiếc tiếc kìa. Đúng mày. Thấy đẳng cấp không? Đấy phải thế thì phải lấy cái câu đấy. Hai con cua được cái đưa cua lại, đưa cua lại. Cái câu là cả cua mới đỉnh chứ. Đây mọi người nhìn này, cái câu là cả cua này, thấy chưa? Đấy, đỉnh chưa? Đỉnh có chóp chưa? Nhả lắm mày. Bỏ ra, bỏ xuống đất đi, bỏ đất nó nhả. Cứ bỏ đất đi. Mùi nó ăn kỹ nhỉ? Nó ăn rồi. Ây ui. Mạnh đấy. Nó có nhà đâu. Đấy nó nhà thôi, nhà thôi. Vào đây. Con cua. Hoa tiếng luôn. Này ô cái con danh con được ý chứ. Mày. Liên tiếp. Đấy, thấy chưa, nhớ chưa? Tình là thử không? Sợ rồi. Thử vận may thôi mà. Chút vận may. Ui, con này đỏ đấy. Eo này như này. Dễ hồng chưa? Đẹp chưa? Đỏ lư chưa? Ôi mắt có tí mồm này. Con to mồm hay ăn. Mồm hay ăn đi vào đây. Chán chưa? Bảo rồi. Rồi. Ấy, thấy chưa? Woo. 12 con chứ. Hơn chục con phải không nhỉ? 2 4 6 8 10 12 con thật với một con cua là 13 con. Đấy, thấy chưa? Đỉnh không? Nào, mổ chưa? Woo. Đây là thanh niên này đang mổ cá đấy các bạn ơi. Đấy, đi mổ ra để trông nó rán nhắm rượu. Được đấy. Ngon không? Nhìn cá được không? Câu lúc đầy. Này chốc nữa kiểu gì cũng mất một con đây cho xem. Đẹp chưa? Trên kia mấy đại ca đang nghịch. Rất hay luôn. Nào thanh niên kia trượt nè. Xem có vỡ mồm không ạ?
Đấy, thích chưa? Lại chơi thích lắm. Bây giờ tiết mục là lên chảo nhá. Đấy. Thằng kia vừa đấy mổ đã biến đâu rồi mất con gì. Chịu thôi. Đấy. Cân lên cho nó du du về kia cho nó cân cái chảo lên. Tiễn các em vào chuồng. À quên, lên chảo quên. Được rồi. Rồi bạn đi cứ lên thôi đấy. Để cho nó khô tí nữa. Cho nó căng căng nữa mà. Rồi. Thế thôi nhỉ. Cho 2-3 con vào một. Ui. Chịu. Ui. Thôi thế thôi. Wow, đẹp đấy. Nhìn nó màu đỏ đỏ nhìn hay nhỉ. Đẹp đấy. Cá sướng nó toàn bức đỏ nhỉ. Xong chưa? Wow, ngon rồi. Về luôn. Thành quả đấy. Sướng không? Lắc cái muối ấy là con đây. Đây là cái muối kiểu như là gà rang muối, ếch rang muối các thứ ấy. Nó không mặn đâu. Rồi. Chén đi xem nào. Thử nhá. Mời mọi người nhá. Thấy chưa? Nó có mặn đâu đúng không? Mời mọi người nhá. Ngon cực kỳ luôn. Được đấy. Mời cả nhà ăn đi. Ui dồi ôi. Đâu đưa cái nọ ra. Lúc nữa. Mời ngay. Để yên mới xoáy làm gì. Xoáy sang cái to to khác đi. Rồi. Ê xem nào. Đấy. Đấy, ngon. Sướng chưa? Ăn tẹt. Úi dồi ôi. À. Ngon thật đấy. Chấm chấm mấy cái muối này ngon thật. Được. Ngon đấy. Chọn con bé nhất. Ăn nóng ngon nhỉ. Vừa sáng không? Cái này nó không mặn đúng không? Đúng. Ăn nó thơm thơm. Thôi. Ngon lắm. Tính. Đâu đấy. Thành quả câu một lúc ăn ui béo nha. Béo. Ăn béo béo buồn sướng á. Ăn ngon chủ yếu là cái đấy là cái muối à. Đấy, cho ít ra xem nào. Rồi thôi ui. Thôi. Ui à, cứ tẹt mà. Ui, béo béo ngon đúng không? Mùi ngon. Woo!